Các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế mô tô cổ điển Honda CB 1100 LS 2020 mức giá hơn 500 triệu tại thị trường Việt Nam. Cái mẫu mô tô cổ điển Honda CB 1100 LS cái đời mới 2020 được thay đổi gam màu sắc ở một số chi tiết bên ngoài, đi cùng mức giá bán hơn 500 triệu tại thị trường Việt Nam. Hiện nay trong đàn mô tô thế giới đang quay trở về cái xu hướng là xe cổ điển. Bên cạnh những cái kiểu dáng thuần cổ điển, các hãng xe còn tạo ra những phiên bản biến tấu. Đơn cử là cái dòng Retro Sport. Ở Việt Nam hiện nay, cái dòng xe Retro Sport vẫn chưa được sự hình thành, nhưng vẫn có một vài cái tên đáng chú ý như Honda CB 1100 LS, Jump Extreme hay là các quả kỳ Z900 LS. Những cái chiếc Honda CB 1100 LS đầu tiên có mặt ở Việt Nam vào đầu năm là 2017, thông qua những đại lý tư nhân. Sau hơn 3 năm, cái mẫu xe này nhận được một số thay đổi bên ngoài, từ gam màu sơn đến ngoại thất và các chi tiết bên trong. Được bổ sung các yếu tố thể thao hơn, các chiếc Honda CB 1100 LS vẫn là mẫu xe mang đậm cái chất cổ điển với cái đèn pha tròn, bình xăng hình giọt nước, yên xe phẳng. Các bộ phận như cái giảm tốc trước, sau, kẹp phanh trước, cái gam màu vàng trên cái chiếc CB 1100 LS cái đời cũ thì được đổi sang cái gam màu sơn đen trên phiên bản 2020. Bên cạnh đó, những đường sọc nhan trên bình xăng được chuyển sang cái kiểu là dọc. Các chi tiết màu bạc ở lốp máy, động cơ cũng được sơn đen. Tổng thể cái mẫu xe mới này trở nên liền lạc hơn với cái tông màu đen bạc. CB 1100 LS 2020 có những kích thước số đo dài, rộng, cao lần lượt 2180 x 800, như 1110m, chiều dài cơ sở 1485mm. Cái trọng lượng ước của cái mẫu xe này dừng ở mức 252kg. Cái chiều cao yên 795mm. Dù cái chiều cao yên thấp hơn cả cái chiếc Tiga Honda SX là 799mm, nhưng cái mẫu xe này vẫn là rất khó khăn để xe chở khi là cân nặng của xe tương đối lớn. CB 1100 LS 2020 nhẹ khoảng hơn 40kg so với cái chiếc Power Cruiser Triumph Rocket 3R 2020 vừa mới ra mắt ở Việt Nam, có một dung tích động cơ lên tới là 2500cc. Cái chiếc CB 1100 LS ở dụng chỉ bình bộ khung sườn ống thép đôi. Cái bộ khung sườn này gồm hai cái khung phụ được bố trí ở dạng là tam giác, giúp chiếc xe vận hành là vững chãi hơn dù trọng lượng xe là khá nặng. Bộ khung sườn này có thể mang vác cái khối động cơ lên tới 1600cc. Cái cột đồng hồ trên xe vẫn cái dạng analog cổ điển với đồng hồ tốc độ và đồng hồ vòng tua riêng biệt. Tuy nhiên, Honda còn bổ sung thêm một cái đồng hồ điện tử ở giữa để hiển thị các thông số như mức tiêu hao nhiên liệu, cấp số đèn dài, số km vận hành và cái sửa ấm tay lái. Bình xăng của cái chiếc CB 1100 LS 2020 cái kiểu là giọt nước nhưng được khoét vào hai bên, làm chiếc xe trong lực cơ bắp hơn. Thiết kế bình xăng còn được bắt gặp trên cái mẫu xe CB 1000R. Dung tích này lên tới là 16,8 lít. Bình xăng có thể cung cấp một quãng đường di chuyển gần là 300km theo công bố từ phía Honda. Là mẫu xe dành cho thị trường có khí hậu lạnh nên CB 1100 LS được trang bị hệ thống sửa ấm tay lái. Tính năng này thường thấy trên những mẫu Touring và rất hiếm gặp khi trang bị trên dòng xe cổ điển. Hệ thống sửa ấm tay lái trên xe này có tới 5 cấp độ, được điều chỉnh bởi cái nút bấm ở cái cụm công tắc bên trái. CB 1100 LS 2020 được trang bị hệ thống lập phanh đĩa đôi, kẹp phanh Tokyo 4bis ở phía trước, phanh đĩa đơn kết kẹp phanh Nissin 2bis ở sau. Sẽ được trang bị kim mệnh các công nghệ phanh ABS trên cả hai kênh. Cái hệ thống giảm sóc trên xe này đều đính từ của Suwa, với cái giảm sóc ống lòng của đường kính là 43mm ở phía trước và cái giảm sóc đôi phía sau. Cái hai giảm sóc đều có thể điều chỉnh được tải trọng. Khác với phiên bản là CB 1100 EX, sử dụng là vành nan hoa, sử dụng trên mình là bộ vành nan hoa 18 inch,
còn CB 1100 ADS 2010 ở dụng là bằng nhôm đúc 16.7 inch. Bọc bên ngoài là bộ lớp đến từ Riston kích thước 110x70 phía trước, 180x55 phía sau. Với bộ mâm kích thước là nhỏ hơn cái chiếc CB 1100 ES, nên cái khoảng sáng gầm của CB 1100 ES giảm đôi chút, chỉ còn 130 kg, chỉ còn có 130 mm. Còn phiên bản CB 1100 ES là 135 mm. Cung cấp sức mạnh cho cái chiếc CB 1100 ES vẫn là cái khối động cơ DOC 4 xà lan hàng, dung tích 1140cc, cho ra một công suất khoảng là 88.5 mã lực, tại vòng tua là 7.500 phút, moment tất đại 91 m, tại vòng tua 5.500 phút. Hệ thống ống xả của chiếc xe này được bố trí cái dạng là 4-2-2, tức là 4 cái cột ống xả ra 2 ống trung gian rồi kết thúc ở 2 ống xả. Và việc mang đến cái rất âm thanh im máy, cái kiểu bố trí 2 ống xả đồi đối xứng hai bên giúp gợi nhớ đến những mẫu xe trong quá khứ. CB 1100 là một dòng xe mang cách cổ điển của nhà Honda, mô phỏng kiểu dáng của những chiếc xe phổ thông Nhật Bản những năm 1970. Honda đã khai sinh CB 1100 vào năm là 2010 để thay thế cho phiên bản là CB 750. CB 1100 được phân phối ở một số thị trường như Nhật Bản, Úc, New Zealand, châu Âu và cả châu Mỹ. Cái phiên bản CB 1100 ES được ra mắt vào cuối năm là 2016, cập bến đi chiều Việt Nam vào đầu năm 2017. Cái mẫu xe ES này là phiên bản thể thao của cái chiếc CB 1100 với cái mặt đúc, chụp cơ sở ngắn, hệ thống cái giảm tốc thì to hơn. Hiện tại thì cái dòng Honda CB 1100 ES 2020 đang được phân phối bởi đại lý tư nhân với mức giá hơn 500 triệu đồng. Nếu xét về mức giá thành và động cơ thì cái mẫu xe của nhà Honda CB 1100 ES 2020 ở Việt Nam có thể kể đến như cạnh tranh với dòng như là Jerome Bodyville T120 có dung tích là 1200cc, mức giá là 507, một mức giá cũng hơi chua là 570 triệu đồng. Nếu xét về kiểu dáng Retro Sport thì cái mẫu xe CB 1100 ES có cũng nặng ký của chiếc Jerome Pistin và Kawasaki Z900 ES. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.